Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít CV tép, hàng chống giật nhá, hàng Nhật bãi à. Hàng chống giật em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng cho em theo số điện thoại như trên đây nhá. 0975 275 636 số điện thoại đặt hàng ạ. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship COD toàn quốc. Mọi người có thể kết bạn vào trong Zalo để xem lại CV cũng được nhá. Bên trong Zalo thì em có đăng rất là nhiều các loại CV đang sẵn có tại cửa hàng đấy ạ. Đây ạ. Hôm nay thì CV thép này nó chỉ có một loại là 20A thôi. À nó có mấy cái đây. Đây em đang cầm đây là cái mẫu CV 20A của thương hiệu Nitơ nhá. Hàng át bãi ra ban. Cái này xài điện 220 của Việt Nam mình nhá. Mọi người đấu vào cho em đầu trên này, đầu ra là đầu dưới giúp em nhá. 20A này, dòng dò của nó là 30mA, hàng chống giật, bên em đã test ok 100% rồi. Mọi người mua về là cứ thế đấu lên trực tiếp là xài thôi nhá. Đây là cái phần đế dưới của nó này. Đấy, mọi người nhìn kỹ hộ em nhá. Đây là cái phần dưới của nó này. Cái này ý, chính xác là nó sẽ có một cái gai ở đây này, nhưng vì nó là hàng át cũ nên là nó mất gai rồi. Thì mọi người chế một cái gai sắt là gài được nhá. Nitơ 20A nhá, Atep Nitơ 20A. Giá bán là 90.000 một chiếc. Đó. Cái này là đây là em khui ra, còn các cái trong này là em về em test xong em bọc lại cho nó đỡ bụi bẩn mà nó tránh chảy xước thêm. Bởi vì hàng át cũ này thì không thể tránh khỏi cái phần nó chảy xước như này. Át test thì hiện tại là em chỉ có 20A thôi nhá, không có 30A đâu ạ. Mọi người lưu ý hộ em, 20A hàng này hàng chống giật nhá, bên em đã test rồi. Đó, mọi người nhìn kỹ hộ em này. Nếu mà ai có Zalo thì có thể chụp màn hình rồi gửi vào trong Zalo cho em nhá. Nếu mà muốn chọn đúng cái loại nào, đây nó có nút đỏ này, mấy cả nút vàng. Loại này thì có hai nút này, còn cái loại này có một nút thôi. Tất cả 20A hết nhá. Tất cả xài điện là 220 của Việt Nam mình ok nhá. Giá bán là 90.000 một chiếc, khách mua một chiếc là bên em cũng có ship hàng, và khách mua 10 chiếc sẽ được miễn ship toàn quốc nhá. Giá thì em sẽ nêu rõ trên video rồi. Mọi người có thắc mắc gì thì alo trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại em vừa ghi ở dưới phần video phần mô tả rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo nhé.